Đến gì vậy? Bữa nay đi chia sẻ về gặp đường đất nữa các bạn ơi. Mới mưa, mới hết mưa các bạn. Đây là qua kêu anh trai mình dẫn đường để mặc lại cho khán giả rồi biết mặt rồi ra anh Ngọt. Cái gì? Ông có nội lại. Ồ, chết mồ ơi, gôi vậy. Lúng luôn rồi. Cao lên. Cá rồi, tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn rồi các bạn ơi. Xình không luôn. Lâu lâu cũng trúng mánh một bữa các bạn ơi. Gì? Nãy đây mưa chắc đau lớn nên anh Ngọt. Mưa à? Mưa lớn lắm. Đây mưa lớn hơn đi đi. Lớn hơn chỗ mình nó ngoài. Bữa nay rủ em Thanh đi chơi các bạn ơi. Tại có người em nó điện đi chia sẻ bán mấy con dê cái giống các bạn. Bây giờ thì lô bộ với hơi xa các bạn ơi. Xình không à, nhờ có cỏ này đi cũng đỡ nè. Cỏ này phải dục phân lên lẹ lắm. Có đất cặp lô đê này nuôi dê nuôi bò rất là thoải mái các bạn ơi. Đường cũng hơi xa quá. Đây xu đũa cũng mới chồng các bạn ơi. Xình lầy luôn. Chưa tới nè anh Ngọt. Vậy à, đấy. Tới đã hả? Tới chuồng dê các bạn ơi. Giờ này bắt đầu sôi bò lửa thì nuôi làm sao á. Đây à, có đường đi chở kìa. Nhìn bề ngoài thì rất là đẹp các bạn ơi. Thì cái chuồng này chỉ ớn ốc rồi. Thì cái chuồng này chỉ ớn ốc rồi. Ồ, có chú già nữa kìa. Đường đi lên đằng kia. Bò đằng nắng ra anh vậy. Ừ. Quên nói không hổng. Này có năm qua đây nè. Này mà cái đẻ rồi tách ra quá. Thấy không? Quy mô quá ha. Ừ. Trời ơi đây nó cắt mà nó không có làm cái đồ gạt lấy cỏ ta. Vậy. Này nó cắt mà nó không làm cái đồ gạt lấy cỏ qua.
Còn thôi xài cái lửa tròn ấy, nó không có bị văng cỏ, này là văng tùm lum luôn á. Ô, nuôi mấy con bọ mọc quá ha. Đây. Này bò lai Pháp các bạn ơi. Con này thì là xin. Con Pháp cái đầu bự. Cổ ngay. Máy rửa luôn các bạn ơi. Ở đây mình kêu bằng gì á Tuấn Anh? Dạ. Chỗ này kêu bằng ấp Tam Hòa Giao Hòa 1 tháng mấy? Ấp Tam Hòa hả? Ấp Tam Hòa xã Giao Hòa 1. Xã Giao Hòa 1. Rồi cái máng này làm hơi thấp rồi ha. Rồi cái luồng dưới cho con đó ha. Này đực hả? Đực, để làm. Thấy mấy con đực gì là nó mới gọi là hỏi được hả? Ở dưới con còn hỏi được hả? Thấy mấy con đực gì là thì dòm vậy thôi. Hỏi được hả? Luôn qua cái thẻ bọc đâu cái cầm đâu. Hỏi lo đâu nữa, đây đây được cái tải qua cho dù hả? Gì đó hả? À, bữa nay hình như chia sẻ mấy cái bán không Tân Anh? Lớn đẻ đứa đầu được không? 5 con này đó hả? Hả? Dễ gì có hả? Thôi cởi về nó gãy lưỡi đầu được không? Đó là dễ gì có. Thì bữa nay em Tuấn Anh có 5 con dê cái các bạn ơi. Cũng để làm giống cũng được. Bữa nay có quán này chứ? Thì chia sẻ lên cho các cô chú, các anh chị em biết á, để tìm mua 5 con dê này. Dạ, nhà nhà con dưới. Số điện thoại của em Tuấn Anh á, mình cũng để trên video của mình nghe các bạn. Các cô chú, các anh chị em á, có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với em Tuấn Anh, tham khảo giá cả để mua 5 con dê này các bạn ơi. Này thì cũng có nguồn gốc đàng hoàng. Ăn thì ở đây ăn cỏ thiên nhiên chứ không có thức ăn nhiều nha các bạn ơi. Dê này mà có thức ăn vô nó mới ngược luôn. Ừ đúng rồi. Tính ra cái máng này đóng ở 2 tầng thì phải chịu rồi. Dê lớn nó chui đầu ra được. Thì thiết kế chuồng vậy cũng là rất là ok các bạn ơi. Khoảng trên thì từ chừng 1 này không tới tắc 8 đâu. Thì chắc ở tắc 7. Ở dưới hiền tắc các bạn. Cho dê con nó chui đầu ra nè. Dê con mới ăn nó rớt cái lông này ra là con dê ra nó tổ chứ cả. Ừ. Con lông này ra rồi nó lên lông cát. Lên lông cát là đầu nó mập lên là vô lông. Thì cái này là dê mình về nuôi một thời gian nó mới vô giống các bạn ơi. Ăn cỏ gì để chữa chắc ăn. Ừ. Này mà có xu đũa nhiều ăn cũng ướt dê nữa. Ở đây thì cỏ nhiều. Có lông tay nè các bạn. Thì 5 con này cũng đều dê lắm các bạn ơi. Các con thì hơi nhỏ một chút. Thì các cô chú, các anh chị em nào có nhu cầu mua 5 con dê cái tơ này, sau này có thể tuyển chọn làm giống được hết các bạn ơi. Tại vì nó có nguồn gốc hết. Mình sẽ để số điện thoại của em Tuấn Anh lên video và địa chỉ cụ thể thì đến chuồng để xem dê nghe các bạn ơi. Mình trực tiếp xem dê nó sẽ
hiệu quả hơn để nó vừa ý mình hay không. Vậy này thì rất dễ nuôi, dễ ăn này nè. Dây đôi các bạn ơi, này tại không có thức ăn vô thôi, ở đây chủ yếu là cỏ không các bạn, có lá thiếu lá nè. Rồi video chia sẻ 5 con dê cái cho em Tuấn Anh đến các cô chú các anh chị em á, để biết để tìm đến mua con giống đó các bạn, cũng kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình đi chia sẻ những con dê giống đẹp, và các cô chú các anh chị em á đến chuồng dê để lựa từng con nha các bạn ơi. Cái này thì cái này cô chú các anh chị em có cái này là mới đúng là có thể liên hệ với trực tiếp với em Tuấn Anh nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn.